trao chú 1 triệu để tiền học phí cho cháu. Dạ tự trợ. Dạ. Xin cảm ơn mấy người hảo tâm. Cháu từ trong ngoài tôi đi học. Cảm ơn. Dạ dạ. Con cũng mong có thành kính cảm ơn mấy cháu nhiều. Dạ con xin gửi thư. Tôi không biết tên hết. Hôm nay Nguyễn Năm nó đã trao số tiền mà mấy cháu gửi cho bác đây. Bác Tư kính chúc gia đình được nhiều hạnh phúc và nhiều sự. Cái thuốc của ông Tư nằm có nằm trên bao rồi đấy, mình thấy không Tư? Thấy. Ông nằm trên bao ông thấy nhiều cái rất hay mà tao thích. Thức dậy mồ hôi ướt mặt mày. Ông này ông đứng trên cái xuồng không đáy. Ông đưa cái lá bùa ngay trước mặt tao với ổng như là tao cũng đứng cặp ổng. Học bùa. Ờ. Dạy bùa luôn hả ông Tư? Dạy bùa luôn. Còn cái này mình phớt lên cái mặt đó luôn. Chào quý cô chú anh chị, hôm nay mình đang có mặt tại Cô Tô, Tịnh Biên, ý Tri Tôn, An Giang. Quên, nó lộn Tịnh Biên hoài. Hôm nay có một anh ở Mỹ Hòa Hưng, Lâm Xuyên gửi cho bé. Chúng rồi mình có quay bé không có tiền đóng học phí quý vị. Ông ngoại thì đi làm bảo vệ, một tháng được 3 triệu. Bảo vệ ở trên chùa, rồi quý vị, trên núi rồi. Cho nên không có tiền đóng học phí. Rồi chính rồi mình có quay á. Dưới sửa lại căn nhà nè, chưa có tiền sửa lại căn nhà, nó nứt sập hết đâu quý vị. Thì có một anh ở Mỹ Hòa Hưng, ông Xuyên gửi cho bé 1 triệu để đóng tiền học phí. Rồi bé đi đâu rồi chú? Đi qua chỗ em rồi. Dạ. Dạ chào chú. Thì bộ chú bữa nay không là cái này là mình nghỉ lễ hay sao chú? Nghỉ lễ. Để ông Dương mà có khi có người chơi lên trực hết nữa, khi rộn những ban ngày rồi ban đêm trực hết nó. Dạ. Rồi bữa nào tôi mất công chuyện nó về để đất nè mới đổ là sao á. Dạ. Mua giờ đất lấy ba đất bụi ở chỗ núi nè. Đây nè các bên đã cho đó. Dạ. Cái sẵn nó cho đẩy về đổ sao cái hầm sao để nó lúng quá. Dạ. Mua giờ đất môi trường nó bắt lỗ nào mà mua không nổi cái nhà nữa. Bóng đá. Dạ chứ rồi con quay ở sao nứt sập trên nè. Nứt trơn hỏi đất mà nó cái này này bị mưa nó trôi nước rồi nó cắt nổi. Cái này nếu mà muốn cắt lại là chú phải bỏ cái nền này, phải xây lên. Lên nó móng luôn. Xây mà chú phải mua đá ở trong núi ra xây. Có 20 sẵn rồi, mua để sau. Dạ. Mà chú ở đây mua rẻ. 20 mưa năm thấy có sẵn. Dạ. Cái đống hay là. Chú ở đây mua ba cái đá đó rẻ. Người ta mấy cái nghiệp chung người ta cho. Cho. Thì quá im rồi. Thấy mình nghèo đó. Dạ. Rồi nhà nước thấy nghèo rồi nước con cho. Dạ. Cho 15 khối. Đẩy dựa nữa các cách năng đổ. Dạ 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 năng xây cái móng luôn. Cao mặt lỗ anh định năm tắc trước kìa. Rồi mình mua mấy cái đá bụi á, mình mua đá bụi mình đổ vô cái nào. Đổ nền lên gió con. Rồi quay ra năm đó chưa. Dạ. Gió con. Đây. Này bé này nè, bé này học mới lớp 2 à. Lớp 2 nha. Con bé này học lớp 7 nè, mà không có tiền đóng học phí. Hôm nay có một vị ở Mỹ Hòa Hưng. Dạ. Long Xuyên gửi cho bé 1 triệu để đóng tiền học phí. Dạ, cảm ơn. Dạ. Để cho bé có tiền đặng đi học chứ. Dạ, chuyến rồi cũng như nghe mà bé nói là không có tiền đóng học phí, mình không cho thi á. Mà thấy cũng tội quá. Bà má nó mà cái gì nó mà ở đợi má đi ở đợi này chú tôn được lúc vợ chồng sống xong rồi này nó cứ xe mong ra ăn nhậu thôi nha cũng lo thôi ở bên ngoại mà ngoại học cho sáng là học đứa 10.000 hai đứa 20. Dạ. Yeah. Mà tiền cho nuôi nó ở đây nhỏ lớn. Yeah. Sinh đẻ đây luôn thì ông ngoại gì chứ sao giờ hồi đó thì có anh chết rồi không có vợ còn như tuổi bả sống hai chồng hồi đó thì giữ con rồi sau này cái giữ cháu cháu nó bởi vì khổ rồi đời này. Vậy con xin trao chú 1 triệu để tiền học phí cho cháu. Nhà tự trợ. Dạ. Xin cảm ơn mấy người hảo tâm. Cháu từ trong ngoài tôi đi học. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Con cũng mong có nhà hảo tâm mà đóng góp người bao xi măng ít cục gạch để mà
chú sửa lại căn nhà. Cảm ơn. Dạ. Giờ chú ở đây thì ví dụ như giờ sửa lại căn nhà thì đá chú nền chú khó rồi. Giờ còn có xi măng với gạch, gạch thì tường. Dạ. Thợ thầy nó làm, còn thầy mướn ta làm. Dạ, thợ thầy. Với bông mà bông vô thôi. Tiền sắt, tiền ton. Dạ, sắt ton này. Dạ. Vì hồi trước chú xây nhà này chú không có đổ mà bê tông á. Không có đổ đúng rồi. Cho nên nó bị nứt hết. Rồi, phải rồi. Người ta phải đổ bê tông ha, rồi đổ cái dàn dây đà kiền ở dưới cái nền nữa. Rồi dây đà kiền ở trên cái tường nữa. Nó mới chịu cái nhà được, còn cái này không có gì hết trơn, gạch không mà không nứt sao được. Nó dễ sập lắm á, dễ sập lắm. Bị... nó dựng quân quả, anh bóng lần anh nòi, cái năm lỗ bự, nó giật quân quân ở nhà. Dạ. Yeah. Mà cái tường mà không có bê tông này. Mình cũng niệm trời Phật à, nhưng mà qua tay năng khỏi nó đừng bệnh quản được. Dạ. Mới dụm 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 móc móc từ từ. Dạ. Yeah. Đường cái bổng cái hắn một năm nữa như tiền móc móc mình dụm từ từ chỗ bổ luôn. Cháu ngoại hai đứa, đứa học lớp 2, đứa học lớp 7. Không, để đi. Đây ba đứa cho ngoại nè, không có đưa mẹ mày. Ở đứa nó đóng đóng, đóng học phí cho hai con á. Hai đứa. Không có đóng đâu. Không có đóng hả? Học lớp 2 không có đóng. Cảm ơn Năm. Cảm ơn Năm. Hai con xin phép chú con đi. Dạ. Dạ. Chị Năm ơi. Dạ. Nhà chị Năm ở gần chợ Đăng không? Ngay chợ ngang đình Đăng á. Ngang đình đó hả? Dạ dạ. Hôm bữa lần anh nuôi cá phải không? Dạ. Đi ngoài ghé Đăng ngoài bà dạ. Đó bắt đã dẫn đi ra ăn cơm. Thì mình chuẩn bị đi qua ông Tư quý vị, qua ông Tư trao tiền cho ông Tư. Có các nhà hảo tâm gửi tiền cho ông Tư nữa. Mời quý vị theo mình để qua nhà ông Tư nha. Đây qua nhà ông Tư hai mấy cây số. Chào quý cô chú và anh chị, thì hiện tại thì mình đã đến nhà ông Tư. Sớm giờ trao tiền cho gia đình ở bên Chi Tôn. Dạ, cũng mới tới ông Tư rồi. Hôm nay có một chị ở Canada gửi cho ông Tư 1.8 triệu, tương đương với 100 đô kê thẻ tiền Canada đó quý vị. Với một vị tên Kim Phạm, mình không biết ở đâu, gửi cho ông Tư 500. Với một vị đêm hôm chuyển cho mình 1 triệu nó gửi cho ông Tư để đi mua thuốc trị bệnh cho bà con. Vị đó mình cũng không biết ở đâu, cũng không có điện cho mình hay đó. Nhưng mà trong tin nhắn có để là chuyển cho ông Tư, mình đem giao cho ông Tư luôn. À, tổng cộng ông Tư hôm nay được 3.030.000. Mấy số năm? Ừ. Cái đó cây thông đó. Cây thông. Đó là một này là cần, ông Tư cần á, ông Tư cần cái thông đỏ này quý vị. Cái cây kia này là coi dễ hơn nè, Thăng đưa cây kia Thăng. Đây nè, thông đỏ nè quý vị. Ông Tư cần cái này để mà làm thuốc chim son. Nó là một trong những vị thuốc của chim son, còn phải cộng thêm mấy thứ nữa. Còn mấy thứ nữa. Nó rất thơm luôn. Ông Tư hôm nay có một vị ở Canada gửi cho ông Tư 1.8 triệu để ông Tư dùng gì thì ông Tư dùng. Với một vị tên Kim Phạm ở trên Zalo không biết ở đâu gửi ông Tư 500. Với một vị mới chuyển con đêm hôm 1 triệu mà không có điện cho con hay, nói gửi cho ông Tư 1 triệu để đi mua thuốc về trị bệnh cho bà con đó, là tổng cộng là 3.030.000. Ông Tư nói không chịu, 3.030.000. Tổng cộng là 3.030.000. Bà Tư thành kính cảm ơn. Dạ. Mấy cháu nhiều. Dạ, con người xin gửi ông biết Tư tên hết. Hôm nay Nguyễn Năm nó đã trao số tiền mà mấy cháu gửi cho bác đây. Bác Tư kính chúc gia đình được nhiều hạnh phúc và nhiều sự sức khỏe. 1.8 triệu với 1.5 triệu là 3.030.000. Hồi nãy khổng lộn quên nói
3.030.000. Cái đó con nghĩ là do mọi người hỗ trợ tuyên truyền để mua cái cây thuốc đó, ông Tư. Chắc có lẽ gì người ta không nói. Mà hôm qua thì cũng tốn hết 5 triệu hỗ trợ cho người ta để về vì cây thuốc mình mua mà nó không đạt chuẩn á. Là do mua mình mua không có đúng cái cây thuốc mình phải không? Nó cũng gần đúng nhưng mà có cái là cây đó nó hơi cũ quá, thành ra sử dụng thuốc thì bà con nó sẽ bị ông Tư nó là tác hại với bà con, là ra ông Tư không sử dụng. Ra gửi lại người ta. Cho nên gửi lại người ta rồi chịu chi phí cho người ta xuống. Đúng rồi, chịu chi phí này kia thôi cũng mất 5 triệu. Vậy là chuyến này mình mua hộ cái cây thuốc đó, và chuyến này mình đi Lâm Đồng mình kiếm luôn hả ông Tư? Ừ, sẵn đi đấy đi kiếm hỏi đâu có mình quơ luôn. Giờ phải cố gắng từ từ kiếm coi sao. Đi kiếm là từ từ đi. Vì làm thuốc mà chứ đâu phải mình mua bán gì đâu. Nhưng mà cũng hơi gấp, có cái là hết thuốc rồi. Hết thuốc. Từ ngày mà ông Tư có cây thuốc mà trị viêm xoang này tới hôm nay đi là hết luôn, là khoảng bao nhiêu năm không? Lâu lắm rồi con. Hồi đó tao trừ cho một thằng đầu tiên là cái thằng đi theo kéo lưới. Đồ mũi nó thúi rồi cái ở nhà đó, con nhỏ đó người Tày. Chồng nó Bắc Kỳ nữa, nó tao đi nó kêu ra tao quay lại hỏi gì con. Ông Tư ông ở đây tụi con nuôi ông. Mà lúc rốt cuộc mình nuôi nó, cái chồng nó kéo lưới á. Yeah. Còn ông Tư đuổi anh này đi. Người ta hỏi sao vậy con, sao đuổi nó. Anh ở dơ lắm. Bị nó ngủ trên võng, ngủ sau hè bếp á. Rồi nó gạt đờm thúi hình á. Yeah. Nói ảnh phun nước miếng thúi quắc à. Rồi tao đang bận chuồng nhà nước phát cho mấy người nói nhà nước cấp thông kèo đồ này kia đó. Yeah. Không tốt không cấp để mừng bửng dừng mừng giạt rồi đó, tao cưa thông cho mình. Cái tao hỏi sao mày bệnh gì mà nhỏ nói con mấy chục năm nay rồi con khạc đầm thú quắc không, bởi tao nó đâu cho nó đâu dám ngủ chung với tao với chuồng. Vậy là ra mủ luôn hả ông Tư? Mủ. Dạ. Yeah. Tao nói đĩ bà mày có bệnh mày không nói tao ai biết đâu trừ bệnh. Dạ. Yeah. Tao mới lấy đưng nồi cưa bằng dừng chuồng rồi cho nó đó. Tao mới lấy ra tao dẫn hút. Trời Phật ơi, cái này mà hút thuốc tao đó mày. Mày hút coi. Mày hút đâu chừng nửa điếu gì. Là sao bây giờ con thở nhẹ lắm, hết rồi. Tới chiều tao dẫn cho anh điếu nữa, hết. Sáng nó không còn thúi. Tao nói mày làm sao mà mày bệnh gì mày không cho hay để chủ nhà nó đuổi mày đó. Nó nói ảnh ở dơ. Mà cái ông đó với chủ nhà là sao không? Cái thằng đó bị trong này nó đi theo tao nó kéo lưới. Dạ. Yeah. Qua tới Bình Đồng Tháp mình bên Kiến Tường mình. Đi theo ông Tư kéo lưới vậy đó. Ừ. Kéo lưới mướn, mình mướn nó. Dạ yeah, dạ. Yeah. Chứ nói chung ở bên đây nó không có cơm ăn nữa. Yeah. Cha mẹ nó vót đũa bán ăn gạo công ở nhà 6-7 anh em. Yeah. Ăn thiếu. Nhà ông Tư trị hết luôn. Trị hết luôn. Tới giờ vợ chồng con cái giờ nó gần có xui rồi. Yeah. Đi mần nấu sắt làm nấu bơm làm sắt gì ngoài Đồng Nai là đâu đó. Bình Dương. Hết nha, mừng biết bao nhiêu nữa không? Hết mấy chục năm nay rồi. Yeah. Cái cây thuốc đó kết hợp vô với mấy món thuốc nó lợi hại ghê. Bà Hà Nội đã thăm người đó dở nhà, biết bên làm gì đó. Cái đó cái nguyên nhân sao mà ông Tư lại phát hiện ra cái bài thuốc đó không Tư? Bài thuốc này ông làm lâu lắm rồi mày. Biết rồi, nhưng mà cái nguyên nhân ban đầu như thế nào ông Tư lại suy nghĩ tới cái bài thuốc đó mà làm ra nó? Sao không? Mình ông đọc sách nhiều lắm, tao sách thuốc ông hai bao phân.
Nhưng mà cái bài này là của sách xưa hay là cái bài này do ông Tư tự phát hiện ra? Cái là bài thuốc này ông Tư phát hiện ra, ông Tư thí nghiệm ra. Rồi ông Tư hút trước nghe cái mùi nữa. Mày đừng chảy nước mũi ra ra vậy đó, mày hút vô mắt chảy nước mũi liền. Mạnh vậy đó. Mày hút tới chiều mày liếm cái mỏ này còn dính nhựa. Còn dính nhựa đó. Mày khép môi kính lát mày mở môi miệng ra không ra dính. Cái này chắc cũng có nhân viên ông bà gì xui khiến cho tao nè. Nó bất ngờ, nó không mô tả được con cháu. Khi... Tao nằm đêm tao thấy mấy vị đó gì chỉ thuốc hoài à. Chỉ bùa nữa. Ủa mà cái nguyên nhân sao mà ông Tư lại có cái ý định mà kết hợp cái vấn đề đó nó hay vậy ông Tư? Thì đó, tự động mình thí nghiệm mình biết. Bởi cái này đòi hỏi là mình, cái các vị đó đều có mùi thơm hết. Cái thuốc đó ông Tư nằm có nằm chiếc bao rồi đấy, mình thấy không Tư? Thấy. Ông nằm chiếc bao ông thấy nhiều cái rất hay mà tao thích. Thức dậy mồ hôi ướt mặt mày. Ông này ông đứng trên cái xuồng không đáy. Ông đưa cái lá bùa ngay trước mặt tao với ổng như là tao cũng đứng cặp ổng. Mà chạy bùa luôn hả ông Tư? Dạy bùa luôn. Chiếc xuồng nó chạy cát nó tạc như sống như bo bo vậy đó. Hay gì như bo bo. Rồi thấy với hai chị đừng bà đội thúng trên đầu đi chợ gì mà hai chị có chữa hết. Đi cát nó tạc. Bà tao ẩm cứu còn sống, bà chết tại chỗ luôn. Bị gì ông Tư? Bị cát nó tạc á. Tạc hai bà té, té thấy đơn giản chết. Tao mới nhảy tao bỏ ông thầy dạy bùa luôn. Nhảy tao nói, trời ơi chết đã rồi. Xuống tao ẩm bà đó lên quạt quạt quậy. Giật mình, mồ hôi đổ ướt đầu. Như thiền Bát Nhã vậy hả ông Tư? Ừ, thiền ông đái Bát Nhã rồi. Tao chừng nửa năm còn thất tình. Ông dạy rất rõ ràng cái chữ bùa đỏ lồn nữa, bị mình tức bất ngờ. Tao nghĩ ngay cuộc đời mình không có duyên. Hay có duyên thì đâu gặp hai người đó cũng nói chết ta là ông thầy thôi. Không bỏ chứ chuồn ra ẩm người ta là giật mình thức gì luôn. Có đợt nào tôi nằm trên bao thấy về những cái bài thuốc mà các vị đó chỉ cho mình không? Có chứ. Chỉ ông nhiều lắm rồi, bởi hồi xưa trong sách số cũng vậy, coi ông nữa làm thầy. Tao mới cự. Đi săn rồi kiếm gạo cho con vợ ăn không no để làm thầy. Tao nói với ông nói, vậy là tới đó dắt nó cậu biết. Tao đau cái 3 năm trời. Tao y như con giả bộ vậy đó. Mày hứa mày làm gì ha, mày làm cho trị bệnh rắn người ta rồi. Như không có bệnh gì cả. Ngộ á. Còn không làm thì bệnh gì kỳ lắm, mà ăn không được, ngủ không được. Như bệnh làm biến vậy hả ông Tư? Lặng nhắc tao ốm, người tính tao như sao gần 60kg đó, rốt cuộc còn 40 mấy kg ốm. Bệnh da bộ, như bệnh da bộ. Rồi tao mới đi xin phép đi Đồng Nguyên, đi ngang ông anh rể tao, ông mà thợ đóng xe bò. Tao mới ghé, đi mệt quá ghé nhà ông chơi. Ngồi trên ghế coi ông làm xe bò. Ông đứng dòm tao hoài, ông dòm tao nói cậu đau có chuyện rồi cậu ơi. Cậu có mận gì đâu có chuyện. Hỏi cậu đi đâu vậy? Tôi tính đi lên xã xin phép đang đi Đồng Nguyên bắt cá bắt đầu dự án, tính mùa này đói rồi. Ông nói thôi cậu ấy là chút đi, cậu ra chợ cậu mua cho tôi 7 ngọn đèn cầy với gói trà bánh gì đó, cậu mua ra ngoài tao mua liền. Ông biểu mời hả mua, tao ra chợ tao sẵn mình đi đó, cần chợ ra chợ mua liền. Mua là ông đốt 7 ngọn đèn cầy trên bàn ông thờ Quan Đế. Ông cũng là thầy hả ông Tư? Thầy.
ông đốt bảy ngọn đèn rồi ông dơ bàn tay, ông dơ qua dơ lại ngọn đèn, ông coi trong bàn tay ông không nè. Ông nói cậu đâu có chuyện rồi. Bây giờ người mình tổ pháp ông Tư theo cậu, cậu phải làm thầy đó. Cậu không làm thầy cậu đau hoài đó. Ông nói trời ơi, tôi làm thầy, tôi không biết gì tôi làm thầy. Hãy, cậu làm thì cậu biết liền à. Cậu hứa cậu làm đi. Nhưng mà trước khi cậu hứa đó, cậu phải mặn gà cậu cúng nè. Cúng giái binh tướng của ông Tư về hộ kỳ, cậu biết hả? Ông Tư là ông cổ mà hả ông Tư? Ừ, ông già của ông á. Thì tao xin phép rồi đàng hoàng về bắt gà mần chiều tối rồi. Bắt gà mần cúng đặng sáng đi. Thì xin phép ta mình đâu để lâu được, cho có 7 bữa à. Hết đau đi, đi kiếm về lên cũng hứa. Đốt ngang giấy bằng thờ ông cổ giấy cổ quyền rồi chứ hứa. Thì muốn làm thầy phải độ cho mạnh mẽ mà ăn rồi chứ đau về làm sao làm thầy nổi. Ông giấy ông chim keo mới cho hết bệnh. Hết bệnh mới đi Đồng Nguyên. Đi nửa tháng về. Về đi Đồng Nguyên nằm thấy đền này đền kia, thấy mình đi làm thầy không mà làm thuốc, kiếm thuốc mình à. Kiếm cái vong hồn mình vậy. Rồi tới khoảng bao lâu thì ông Tư mới trực tiếp là làm thầy thuốc không? Thì bắt đầu làm thầy ra ra, ông có làm thầy trước rồi mà hồi trước hút thuốc ban rồi này kia cho nít đau ban rồi. Người ta trị không hết thì đem lại tao, tao trị hết. Ban có nhiều đứa thấy khổ sở, có nhất anh hai mày. Ông Tư có đại học dược. Tao đã lắm mày, bị bây giờ ghẻ lòng bàn tay cũng có nút ruồi mà lòng bàn giò cũng có nút ruồi ruồi. Không nói cậu giận đừng đá ai nghe, cậu đá nhẹ thành đã chết người. Bàn tay sát nhân. Không nói vậy đó. Mà ông đâu có tin thầy bà gì. Rồi sau trong đó thì khoảng thời gian mấy tháng là ông Tư làm thầy, như vậy là buổi đầu tiên ông Tư làm cái bài thuốc gì ông Tư? Làm sao nhớ được không? Ta trị bệnh ba ngàn sớm này dời rồi này kia, ta trị tinh vi lắm. Lúc đó con nghĩ ông Tư còn trẻ thành ra mọi người cũng ít có tin tưởng mà đây đến trị bệnh. Đúng rồi. Ít có tin mình đúng, với mình có học làm thầy bao giờ đâu. Làm rồi tổ thầy ơn trên đã độ. Tao nằm tao thấy ông ngồi trên tảng đá trên gốc cây, ông đội nón cối của cách mạng. Tao nói trời ông không nội. Ông nội này cái miếng đất này tao ngủ ban đêm mà tao biết hết đó con. Biết cầu miếng đất của ông cổ hồi xưa thì bên kia lấn qua mà cầu hơn một công rồi, bên ấy ép lại. Ngủ chiều ông gian giấy, cúng gian giấy, tối ngủ thấy đó. Cũng có tánh linh lắm, ngặt cái mê ba rượu này riết rồi luôn. Vì hồi đó ông Tư uống rượu nhiều không Tư? Ồ, nhậu tối mà. Thợ săn thứ gì cho nó? Ừ. Nguyên cái đám cưới rồi, cái chủ nhà đãi cho khách con. Dòng họ anh em nó kéo lên đây đâu, chừng 50-60 người. Trải cái đệm phơi lúa đó, ra nhậu chứ bàn ghế đâu ngồi. Lên đây nhậu, nhậu rồi nguyên cái dàn hát với đám cưới đãi rồi đẩy nguyên dàn máy lên đây ca hát luôn. Giờ lên đây bước tầng 2. Cái thuốc đó là sư ông Tư khi vào tiên học của tiên trị dân vậy thì có bao lâu tiên mới trực tiếp là trị thuốc rắn luôn không Tư? Ông Tư cái gốc là trị thuốc rắn, rồi ông cầu trước cũng thầy thuốc rắn. Rồi ông Sơ cũng, ông ngoại tao cũng thầy thuốc rắn. Ồ, vậy là ba đời rồi. Ừ. Vậy là có nguồn gốc sẵn rồi. Dạ. Có cái gốc là thầy thuốc. Nhưng mà thuốc của mấy ông khác, sau này ông xài thuốc khác. Vậy là thuốc của mấy ông ngày xưa là xài còn là cây cỏ không hả ông Tư? Cây cỏ. Sau này mình cũng xài cây cỏ nhưng mà nó có sừng đúng. Hay nhá.
nói qua vấn đề chương trình học thuốc này, tao đâu có mê. Ủa rồi sao bao lâu ông Tư, khi mà con nghĩ là cái buổi ban đầu ông Tư giái thì chỉ giái cho có, chứ còn có vấn đề gì để mê làm thầy thuốc thì tới bao lâu ông Tư mới mê cái việc làm thầy thuốc ông Tư? Mình thấy ấy, khi ông mới mấy chục năm nay nè, năm 90 đó, ông ăn tương, ông mới làm luôn tới giờ. Năm 90 tao thấy mình nằm thấy mình ăn tương, ăn lạc, tu huyền gì không. Tao mới nói bà Tư, mày Tư đi núi Tư ăn tương. Bà cần từ ngạo tao, bà nói trời cọp mình ăn tương. Bà nói tao vậy. Tao cũng cười cười. Đi núi ở quốc hơn nửa năm. Ở đậu với ông Út Đủ trên đồi đá dựng. Bữa đó ông dắt con lên đó chơi, lâu mệt quá. Ủa rồi đồi đá dựng thầy dắt đứa ông đi lên đó. Ủa rồi cái nguyên nhân như thế nào mà lại khiến cho ông Tư sau năm 90 ông Tư lại thích cái nghề thuốc? Thích rồi ông Tư, ông Tư luôn. Làm từ thiện, ông Tư luôn. Tới cái giác mình không làm không được mà. À con nghĩ là nói với ông Tư cho có thể, tại vì con người mình nhiều khi nó có cái duyên nó tới rồi là tự động nó khiến mình phải làm cái gì đó. Đúng rồi, đi tiện gậy rồi này kia trên núi, ông Tư luôn, tiện gậy. Trị bệnh người ta, còn cái nghề thuốc rắn này thì nó lâu đời lắm rồi. Hồi xưa nó ít. Một năm vậy có thể một người, hai người, ba người là dữ lắm rồi. Rồi mấy năm sau, năm cái 400-500 người, 300-400 người. Ta nói mày đầy nhà ngày như đêm. Ủa những trường hợp, những cái năm mà ông Tư chỉ rắn mà 400-500 người vậy thì con nghĩ là ở bên về phía mặt chính quyền ta không có nói mình tụ tập gì đó hả ông Tư? Tụ tập gì, nó kêu ông đi học. Dạ. Nó biết ông trị gì rắn, người ta bệnh, người ta gần gần mấy chỗ đó, người gì ta nói đó. Dạ. Rồi cái thằng chủ tịch hội chữ thập nó kêu học, bây giờ ông học đi. Ông không có tốn đồng xu nào, tụi con lo từ A tới Z cho ông hết. Rồi dắt ông xuống tới trường gửi cho ông đàng hoàng cho ông học. Ông học 3 tháng, 6 tháng gì đó. Lấy cái bằng đi về làm khỏi chinh chạm với ai. Ông không chịu. Vì con biết học, con phải kê khai cái bài thuốc mình lên cho nó kiểm duyệt. Vậy thì chẳng cách nào mình ta làm lộ bài thuốc của mình hả? Đúng rồi, mình làm thầy người ta, mình không làm, nó làm thầy lại mình. Dạ. Mình dưới hệ thống của người ta. Không. Nhưng mà con nghĩ ông Tư, cho dù họ có làm quyền hay là không làm quyền trước ông Tư cũng không sao, mà con nghĩ là ông Tư sợ là... Ông tại cái tâm từ bi rồi nào giờ tăng. Chứ ông thấy cái mạng người quá quan trọng. Mà lỡ thì xảy ra chết người rồi mình ân hận cả đời chứ. Ủa rồi một ngày như vậy khoảng 400-500 ca cho mình trị mình cách nào mà có kịp cũng tư? Ngày đêm á. Mình sao trị kịp nổi ta? Mấy người nhẹ nhẹ mình ấy thuốc cho gì á. Nặng thì nằm đấy. Có năm nó chết tại nhà ông đây ba mạng. Còn mạng nó vừa đem tới thì chết 4 mạng. Ở dưới núi Bà Đội. Và trong khoảng thời gian 4 người mất đó, tới bây giờ là không còn ai mất nữa. Không. Từ ngày ông trị tới cái năm chết đó là cũng mười mấy năm rồi. Tới giờ cũng hai mấy ba chục năm nay không ai chết với ông. Rồi có ca nó cắn mày dòm thấy mày không dám dòm. Tóm này dạy lại nó coi lại chả gì được. Quá khứ nữa ông Tư? Quá khứ. Nó lầy lụa mà tới mà tính máu nó ướt. Hồi đó nhà đâu có được bao la gì, ở nhà bệnh không à. Ướt, chậm ướt giường. Thì cái năm đó mà những cái loại nhắn gì nó cắn mà lại khiến cho tôi phải bó tay này. Năm chết 4 người đó. Dạ. Hòa tượng với mấy gầm. Ừ.
con thấy mấy rầm bữa giờ cái gì con thấy rầm rập tượng cắn bữa giờ cũng có mấy hai ca xuống nhà ông Tư, con thấy cũng ông Tư chị cũng thấy cũng bình thường mà ông Tư có gì đó. Nó tùy theo bốn giống lần ta. Có thứ lườn đỏ nó cắn con thấy thảm thương. Tức là cái lườn đỏ là cái chị mà vợ của các anh chạy xe ôm muốn cắm mà hồi đó xuống ông Tư đó, hồi năm ngoái đó, đúng không ta? Tại vì cắn từ trên đó xuống đây có một tiếng đồng hồ thôi là cái tay nó phồng lên nó bị lủng thịt cái này hết trơn. Lủng hả? Dạ. Cái đó mà thuốc còn lơ mơ là vài tiếng đồng hồ cao chết rồi. Mà nhìn nó nhanh thật chứ mới có tiếng hồ một. Năm nữa cứu bên con núi dài nhiều. Núi dài năm đó rắn cắn lên truyền hình luôn á. Mấy gầm không. Ngủ rẫy đó rồi tối nó bò lên. Cắn. Quá thứ. Năm đó truyền hình An Giang mình lên đài luôn. Chết nhiều lắm, bên Ba Chúc chết nhiều. Giờ không chờ thiếu thuốc rắn nữa, thuốc rắn mình thừa chừng nay nó gửi lên nó cho. Có những cái bài thuốc mà cứu người như thuốc rắn của Tư nó giúp cho bà con nhiều. Tại vì con thấy rắn cắn thì nó 50-50, một cắn ngày chết chứ không có cái cửa nào ấy. Kể như 7 phần chết có 3 phần sống. Mấy thầy miên này cứu chết đặc hoài. Như mấy loại rắn mà cực độc mà chịch chị mà cầu chịch thuốc một cái là chết không sống. Ừ, vài 3 tiếng ngồi sao ăn chết. Thuốc của ông Tư còn nhiều vậy cũng mừng, thuốc rắn còn xài cũng vài chục năm nữa hả ông Tư? Vài chục năm nữa mới chạy hết. Thuốc rắn thì nó không hết, mà ngạt cái thuốc nhiêm son hiện nay hết rồi. Bây giờ cái bệnh đó với bệnh giờ bây giờ cũng hết rồi, bữa đó mình đi bây giờ ta hồi tối này với hôm qua ta bị xuống mấy người nữa nó tư còn thuốc không nha. Có ngày qua lên 3 người thằng kia thằng qua kia mấy thuốc đâu có đủ chiếc cắt hết cắt rồi hết luôn không tư rồi còn ngang đầu gối gối mấy cây con ngồi ra mấy ngày nay nói cô bác cứ coi cái mặt thuốc không có thuốc luôn. Vừa cho thuốc ra uống vừa chỉ nó luôn. Ráng coi nhìn mặt thuốc cho kỹ về chỗ nào nó không có cây này cô bác phải để ý. Cái vùng khác thì cây trắng nhiều hơn cây tím này. Cây tím công thức nó cao hơn. Thay vì thằng này mình uống 3 thang, thằng kia mình uống gấp đôi 6 thang. Nó cũng phải hết. Nó chậm nó yếu hơn này. Ví dụ như người ta mới nổi lên đó thì có sức thuốc gì không ông Tư, hay là uống cái này cái rồi? Uống cái tiêu rồi đó, uống dạ. Con chỗ đáy ra. Dạ. Mày uống thời thuốc này mày chỗ đáy ra như nước màu. Cái này do gan mình nó sinh. Sao hôm nay cũng biết cái bệnh này lạ bởi Đức Phật ngày nói sau này nhiều bệnh với lương y phải bó tay ngồi nhìn. Nhiều chứng dị kỳ khó kể không ta? Dạ. Dạ. Phật cũng nói trước mấy trăm năm rồi, cả trăm năm rồi. Nhiều chứng bệnh dị kỳ khó kể. Hồi xưa bệnh viện thư quyêu à, bây giờ bệnh viện không có chỗ nằm. Hết lâu lắm rồi, năm mấy năm nay, mười mấy năm nay bệnh viện tải không nổi. Bệnh viện An Giang mới đi thăm ông chú Hai Lai chứ không nằm đâu có phòng nằm đâu, nằm ngoài ghế bố ngoài đường đi đâu có phòng nằm đâu, đỡ giáp chích thuốc. Thuốc thì bác sĩ đi dọc theo hành lang đó rồi chích luôn, nằm theo hành lang đó đâu có chỗ nằm, nằm có phòng nằm. Tôi đâu có nhìn bởi vì tụi con buồn tao cũng phải, tao theo dõi răng đi rắc ngoài bom đạn nó chết rồi lớp đau bệnh đủ thứ chết. Bây giờ con người mình quá khổ. Con coi bản chiến tranh nữa con coi không được. Thấy coi không được. Con dưới qua tai nạn rồi kia con coi không được. Tao nó quen rồi. Không trời. Mình lo tĩnh tâm tĩnh trí, lo tu huyền làm phước thì rồi. Cái xã hội này mình biết sao nói gì.
mà mình nói mình cũng không làm gì được, đâu có làm gì được đâu, trừ khi tất cả chúng sanh đó đồng thinh niệm Phật. Giống như cái mấy vấn đề mà mưa gió đó, con người mình nếu mà cả thế giới này mình thấy nắng vậy đó, nếu mà cả thế giới này đồng tâm mình đứng ra trước trời đất mà khấn nguyện một cái thì người ta có thể mưa nổi được không, thầy giáo? Tại vì mình đồng tâm á, mưa đồng quá thì cũng khổ, trời cũng đồng lòng hả, đồng lòng là mưa. Mưa quá là lúa thóc con chết hết, chết đói. Như bên Di Tôn đó ông Tư, mà mấy cái vùng mà vòng vòng núi Cô Tô đâu có làm lúa được đâu ông Tư. Nắng này nè, rồi đất bây giờ nó khô rang luôn, nứt luôn, khủng khiếp. Giờ người ta trong mưa đặng mà người ta cấy lúa mà trong hoài không thấy mưa. Kinh còn cạn, đám này với đám trước cửa nó đi cào ba con hến con trò gì đó. Hôm nay Tết dân tộc thì thường là có cái té nước, mà té nước thì có phải có mưa chứ, mà hôm nay thì té nước không có mưa là người ta lấy cái nước giếng hả, hay là nước lên bắn luôn hả? Ừ. Thường Tết dân tộc có mưa chứ đúng không? Ừ. Mà giờ đâu có mưa đâu. Mấy bữa ngày Tết dân tộc tàn lễ té nước nên lấy nước phun tên đó, lấy nước trong nhà lôi ống ra bắn. Con chạy ngang mà con sợ nó xối vô mình ướt điện thoại á. Con cà né bóp càng cái nó biết cái gì nó cũng vậy mà cũng dính mấy cái. Nó băng lén á. Rồi con tránh vô trong chùa con chạy dọc bọc ra. Đi ngang cũng đâu được đâu, nó chặn đường đi hết trơn luôn. Bởi nguyên sau này vật vạc. Thanh niên như tụi ông cháu mình ấy, nhỏ 15 tuổi con mới vô chùa tu 3 năm. Một năm cho mình, năm cho cha, năm cho mẹ, cho tu báo hiếu. Ra ngoài nó làm ăn cướp, nó giết người, nó không gớm ta. Phật trách nó nhiều đó, đã nắm lực kinh của Phật dạy rồi. Mấy người phải biết thương người, nó không thương ai. Bữa đó con hỏi sư cả, được đô. Con hỏi có người cha mẹ mất á, hồi nào giờ không có tu. Nhưng mà lúc cha mẹ mất mà trong cái ngày mất chuẩn bị đi chôn á, ông Tư, cái ngày chôn á, cái vô cạo đầu cho ông sư cả cạo đầu, cái mặc áo cà sa vô, rồi đầu đi ra ngoài chỗ thiêu á, ngồi đó ngay ra trước lò thiêu đó, ngồi chung với ông sư nữa đó, rồi ông sư đọc kinh, rồi mấy ông cũng ngồi đó tụng theo vậy đó, nhưng mà không biết thuộc hay không. Như khi mà chôn xong rồi, thiêu xong rồi đó, thì ra xong rồi hốt xương để vô cái hũ, thì ổng vô sư cả, ổng hoàn tục lại, nói trong ngày đó thôi, mấy tiếng hồ bởi vì hoàn tục lại. Còn thí dụ như cái người nào mà ở đó tu luôn, nói trong vòng 7 ngày trở lại, thì ở trong chùa người ta không có làm giấy, cũng như làm giấy tờ hợp lệ cho tu luôn, với vô chùa về nhập cả trăm triệu đó, rồi 50-70 triệu đó. Nếu mà tu một tuần trở lại thì không có làm giấy, còn nếu mà trên một tuần 10 bữa cho lên nửa tháng vậy đó, bắt đầu làm giấy tờ ở đó tu luôn, rồi tu 3 tháng ra cũng được, hoặc là 6 tháng 5 gì cũng được. Một lần đi tu đó con lo cho con đi tu, còn hai người lo cho nó đi thi đại học đó. Nhưng mà bây giờ không có lo tiền nhiều, ông Tư ơi. Chỉ có cái là ông vô ông tu, cái bữa làm lễ đó rồi này kia thì làm phước cho ông sư cả thôi. Ông có nhiều thì ông làm phước nhiều. Nội con sắm đồ mà con mặc đó. Dạ. Đồ đạc mùng chiếu rồi này kia đó cũng vài chục rồi. Bây giờ khỏi, ông Tư ơi, bây giờ trong chùa có đủ hết trơn. Mỗi lần cái tập quán người ta vậy. Phật tử bây giờ ở trong chùa đầy đủ hết trơn luôn. Phật tử đem cúng không thôi. Rồi phòng đồ này kia thì trong chùa nó có xây sẵn hết rồi. Vô đó thì ăn ngủ đó rồi tu tập. Hồi đó tụi lục bích đó, tụi mới vô tu ăn cơm nó quýnh. Dùng cái ô bằng thao lớn lớn út đầu đầu có thằng mà kẹt ra đầu quýnh nó bung lên đầu. Yeah.
bà nội nói ông cả là ông hay ông bắt cuối quýnh thằng nào nấy dở sẽ lắm. Hồi đó mấy ông sư cả khó lắm hả ông Tư? Khó lắm, bị vô chùa tu mà còn quýnh lộn đó. Yeah. Ăn cơm cho nó này nó đổ cho nó thôi, nói gì xảy mà nữa, cơm nước nữa nó tội lắm. Mà bây giờ đỡ con cái mấy ông ăn nghiêm chỉnh lắm ông Tư, ăn lịch sự lắm. Mấy thằng lục bích đó nó ăn ngày ba bữa, thần đông sáng là nấu ăn rồi. Yeah. Rồi trưa ông chạy cả ăn trưa không à. Yeah. Rồi một giờ rưỡi cả rồi mấy người tu lâu năm mới ăn. Bây giờ sư nhỏ, sư cả hay gì cũng ăn có buổi trưa không? Từ dưới buổi sáng rồi. Buổi sáng không sao mới ăn nữa. Sư nhỏ hay sư cả gì cũng vậy chứ. Sư cả thì ăn bữa nhưng mà anh uống nước. Từ đó uống nước trà dưới đường tới chiều. Dạ. Yeah. Uống sữa được đúng không Tư? Uống sữa. Dạ, yeah, uống sữa được. Xài xài giờ nó đâu ông uống sữa cao cấp không? Em sure. Nó chứ mấy ổng tu phải giữ gìn sức khỏe mới có thể tu tập được chứ sức khỏe yếu đâu tu tập được. Hồi xưa đó dạy nó tu chân chính con bây giờ chân ẩu tả lắm. Hồi xưa con tu với 3 năm. Dạ. Con mới xuất sư được, xuất chùa được. Bây giờ nó 3 tháng, 3 ngày gì nữa. Dạ. Đi ra rồi. Nào chịu tu mới ở, còn nào không tu gì nhỉ? Cũng tu cũng như tu theo mà 13 hành đầu đà cũng vậy, cũng ăn cơm ngày cũng buổi à. Không biết chứ. Nhưng biết. Mà không được xin dư. Không được nhận tiền, chỉ xin đồ ăn thôi. Xin đồ ăn vừa đủ thôi, rồi khi nào mà ông ngồi ông ăn á. Ông ngồi ông ăn xong rồi đó, khi mà đứng dậy là không được nhận đồ ăn nữa. Bây giờ nó đem tới chùa nó bữa cơm mấy ông già già tao rồi gọi canh sơ đó. Dạ. Yeah. Cơm cá thịt mắm gì đó xách người gồng ăn đi vô chùa. Dạ, yeah, cái đó người ta đi cất thực đó. Nghe kinh này kia không, dân á. Dạ, yeah, dân. Bắt cháu mình đi gặp hoài đó. Dạ. Yeah. Thì người Khmer đó ông Tư. Mỗi một tháng gì có 2 ngày rằm, 2 hay 3 đã quên rồi. Là Phật tử mỗi buổi sáng vậy đó, mỗi người làm cái comment cơm đồ ăn đủ thứ nha. Ừ. Đem vô chùa đó, chừng hàng trăm Phật tử gì đó ông Tư. Nhiều lắm. Đem chất đồ ăn trước mặt của mấy ông sư đó. Hàng dài vậy nè. Dạ, dạ. Sư ngồi trên đọc kinh mà con đem cơm vô cũng còn ngồi đọc kinh nữa. Dạ. Đọc đâu nửa tiếng tiếng đồ ăn bài ra cũng như cúng cơm vậy mà không. Dạ. Phải cúng. Dạ. Đọc kinh cúng đọc Phật không à. Dạ. Mà Phật tử đưa vậy đó, ổng đụng cái rồi là nhận rồi đó. Ừ. Phải có mấy ổng đụng mới được. Nhưng mà mấy ổng ăn đâu có nhiều ông Tư ơi. Ăn bị không nổi rồi ăn. Bị gì con thấy mỗi bữa cơm mấy ổng ăn không có nhiều, chừng chén cơm không được chén cơm đúng không Tư. Rồi ăn đồ ăn chút đỉnh rồi thôi. Bởi vì ông nào cũng bị đau qua tử. Mấy ông sư. Mà mấy ổng uống nước ngọt quá nhiều. Nước ngọt của mình không uống đồ Thái không? Thái không à? Bị Phật tử cúng toàn là nước ngọt Thái không à? Ông nào cũng bị đau Phật tử. Con nói sao sư không ăn nhiều vô cho nó có sức khỏe mà ông nói lại quen rồi. Bị lúc đầu tập đó ông Tư. Ừ. Tập ăn một buổi ghi quen, ăn là xịu. Có bữa mấy ông trụng mì ăn. Nhưng xưa chùa đô ăn trụng mì hoài. Trụng mì đó là mấy ông lục bích rồi, chạy cả ông trụng. Ăn bữa cơm chính rồi. Thì ăn bữa cơm đó mà không có cơm mấy ông trụng mì á. Ừ. Cũng như chùa đô đi con thấy hoài. Thì con sóc ít hả? Con sóc ít đó đi khất thực về đâu đủ cơm ăn. Có bữa không có đồ ăn luôn. Rồi ông nhường cho mấy ông sư nhỏ ăn, rồi ông trụng mì có miệng ăn. Thấy tội nghiệp. Vì trong chùa không có ai nấu ăn cho người dân tộc nó tu đúng luật lệ của Phật dạy. Nhưng mà khi ra đời rồi nó làm trái lời Phật dạy. Yeah. Ra đời quên hết không Tư? Giết người, nó đi ra khỏi cửa chùa là bỏ lời chứ chùa hết. Mà có người ta về nhà, ta xích chùa ra gọi về nhà cũng tu tại gia đúng không Tư? Vẫn giữ luôn, nhưng mà ít.
Nhưng mà cái số lượng người ta về tu tại gia là người già nhiều. Tuổi cao không tu? Dạ. Còn tuổi trẻ thì không có. Ba nắc à cha thì cũng nhiều bữa nó chở dân mà rồi đi tu tiền rồi này kia nhận tiền rồi. Yeah. Kêu nắc ai cha đó. Yeah. Chảy đâu con cho tiền đâu dám nhận. Yeah. Là cái ông ai cha đó ông nhận. Yeah. Ông mần cái gì mua bán cái gì đó, cây cối trong chùa hay gì đó. Yeah. Xây dựng cái gì đó ông đó ông nhận tiền. Yeah. Ông làm. Bây giờ mấy ông đó cũng thành quỷ. Ông ai cha ông chỉ nhận tiền được, còn ông chưa cả không dám đụng tiền. Còn không dám đâu. Bên cả là tuyệt đối không nói tiền bạc ra. Nhưng mà bên đó tới bên đó vậy mà cũng hai phái ông Thư ơi. Một phái nhận tiền được, một phái nhận tiền không được. Bên kêu bằng cái gì cũng quên hoài. Cũng bên Nam Tông, Bắc Tông như mình. Không phải, Nam Tông, vẫn Nam Tông bên Khmer nè. Nhưng mà một bên thì ông Sư Cả đụng tiền được, nhận tiền cầm tiền bình thường. Còn một bên như chùa Văn Râu đó, ông Sư Cả nó không được đụng tiền đó. Nhưng mà bên ông chùa Rô rồi nhận tiền được. Chùa mới rồi đây nè, hồi truyền thống hồi xưa giờ tôi biết là không ông nào cầm tiền. Dạ, yeah. Hồi xưa thì theo có một phái một à. Cái gì một phái gì dắt đó. Dưới một phái gì đó, không quên rồi. Quay hoài mà quên. Bên người ta mình không nhớ nữa. Dạ. Yeah. Con đi quay bên đó con cũng tìm hiểu được, học hỏi bên đạo giáo của người ta và cho biết đó ông Tư. Nhưng mà mình không biết tiếng là mình học đâu có được đâu. Đúng rồi. Đâu tìm hiểu hết được đâu. Mình biết chút đỉnh vậy thôi. Nhưng mà họ tụng kinh đó toàn là tiếng Bali không ông Tư ơi? Bali. Dạ. Yeah. Tụng kinh nghe rất hay. Chiều chạy trong chùa mấy chục người đó đi vòng 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 chùa đọc kinh rền chùa. Dạ. Yeah. Anh cầm cuốn đọc tới 7-8 giờ mới ngủ à. Dạ. Yeah. Có ông đọc ông nghe đã tai lắm, có ông thì đọc cũng như cái tiếng chưa được rành đó ông Tư. Ừ. Đọc còn dấp, còn mấy ông sư cả thì mấy ông đọc hay lắm. Về bên phái của người ta khác, mình khác. Dạ. Yeah. Cũng như bên mình con thấy có nhiều người niệm Phật không rành. Dạ. Yeah. Cũng y chang nhau hết ông Tư. Niệm chúng sanh nhiều hơn niệm Phật. Bởi vì nó nói người hư với đạo đâu có hư. Bên đạo nào người ta cũng dạy tu hiền làm lành lắm dữ chứ. Chứ đâu phải đạo mà hư cũng. Đạo nào giờ người ta cũng dạy tu hiền. Nhưng mà tại con người mình làm không đúng. Chứ không phải là đạo hư. Người hư cái đạo không hư. Đợi ông thử. Chú nằm nó quay. Rửa cho sạch. Sức thuốc đỏ vô hết. Cái nó tái rồi. Tái mình nó đau lắm. Chanh nó tẩy mà. Nay thuốc đỏ này có trộn với thuốc đen vô giờ cho nó mạnh chút cho nó mau hết. Thuốc đỏ của ông Tư hay lắm. Chị mấy cái người mà bị cùi mà rụng lóng thì còn hết.
thì cái này nó bị ung thư. Chùi mạnh mạnh vậy cô đau không? Ít đau. Ở đây này nó gây ra đau và nó gác. Dạ. Yeah. Nó nhức cứ nằm ở chiều nó nhức. Bị vết thương mình nó phải nhức. Cái mục này nó giòn lên đây nó đưa cái mà này nó liếp cái giò này luôn. Dạ. Yeah. Cái này là bữa hẩm nó chóc hết phần nửa rồi. Nó liếp cái con giò nó luôn. Dạ cái thuốc trái vô á. Màu cắt nữa. Dạ. Yeah. Màu có mài. Rửa chanh nó mau khô lắm. Nó tái rồi. À, nó sạch. Nó tẩy rồi. Chị Năm nói thích cái thuốc này ở trong đây, còn cái miếng kia là đắp ở ngoài đó thôi. Đắp nha. Ngoài này thôi, đừng có cho nó đụng vô đây. Còn cái này mình phớt lên cái mặt nó luôn. Tha tha gì nó không đau hả con? Tôi thở hao. Tránh sinh khác gì. Thở hao thuốc chỗ nào có sao tụi nó vậy? Dạ. Nó nói nó hao. Chỗ nào mà đi cực khổ lắm. Có sao đâu. Miễn cô hết là mừng rồi. Bình thuốc cái này nó tiêu rồi. Yeah. Nó gồ. Xích cái này vô là rô liền hả con? Ừ, nó rút đó. Ừ. Còn thuốc đỏ mỗi bữa xích có rô gì không? Cũng con? Gồ nữa. Cũng rô. Ừ. Cũng rút thuốc dữ lắm. Dạ. Yeah. Bữa nay có thuốc đen mạnh hơn. Thuốc đen ông Tư đâm trộn vô luôn á. Thuốc đỏ hai nó hút nghe nó cũng vào cái tôi nữa. Chịu không nổi. Rần luôn á. Ừ. Con. Thuốc gì á chú. Thuốc đỏ. Thuốc này nó mạnh hơn cái bị có thuốc đen trộn vô nó mạnh lắm. Đắp vô. Rồi đắp đó một miếng, ở trên này miếng nữa được rồi. Không, băng vô là sát luôn rồi. Nó không mình băng vô. Rồi đây miếng nó đi. Cái này. Ừ. Đây nữa, đây miếng nó đi. Để cho nó đẩy rồi. Rồi băng từ ăn sao nè, băng xéo xuống băng mấy ngón chân nè. Lấy cọng băng keo á. Yeah. Có băng keo không? Băng keo quấn cái nó dính đó rồi. Khỏi cần tấm gạt. Gạt đi, gạt làm thua gì đi. Gạt mình lấy bông bó. Bó cái này dày cũng không sao. Đừng cho nó bít bên cái thuốc đỏ được rồi. Này cho nó đựng gớt này. Dạ. Yeah. Rồi đó, đầu lấy băng keo băng từ cái gót này xuống dưới mấy ngón chân này. Cái bọc xuống bàn giò cái làm sao nó cái rồi. Nó chịu lên vậy cho nó đừng rớt thôi.
đừng cho nó bít cái vết thương. Để cho nó thoáng vậy đó, rồi cô thử vài bữa đi, nó bớt thấy rõ ràng luôn á. Như là anh Năm muốn nói để cho nó thoáng, nó khô. Đúng rồi. Nó mau rút khô mài chứ gì. Dạ, mau hết đó. Mình băng lại thì nó hầm cái vết thương. Nó không khô. Dạ. Yeah. Băng ở trên, phía trên này. Ngon bộ con ông tên Quý hả cô? Ừ. Bởi vì ông để cái nít nó tên đâu? Quý á chứ còn gì hả? Tên Quý gì sao mà cũng ừ luôn hả? Gì hả? Con bà không biết tên nữa hả? Sao cái tên ngon nữa? Tên ngon là ở ngoài á, ở trong nó tên Quý. Gì hả? Ngon á. Ồ phải rồi. Tên Zalo ông để Quý mà nghe anh Nhã nói anh kêu tên ngon không à? Măng gì được rồi. Cho nó mau hết. Để hoài bước rứt lắm, chịu không nổi. Trời. Xả rồi bớt cái nó chút đi. Hơi chặt quá. Hơi chặt hả? Ừ. Vậy đi cho nó thoáng. Đi được không? Được rồi, mình đi làm sao? Dạ. Đi bình thường đi, cô chịu khó đừng cho nó đụng cái này xuống dưới sàn thôi. Nghiêng chân vậy. Nghiêng chân.